Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Chúng ta đang có mặt ở sân vận động Pleiku ở thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai để theo dõi trận đấu được coi là đáng chú ý nhất vòng khai mạc mùa giải Toyota V-League 2015. Như vậy là trận đấu giữa Hoàng Gia Lai và Sana Khánh Hòa ở vòng khai mạc mùa giải V-League 2015 đã bắt đầu. Còn đây là đội hình ra sân của Khánh Hòa. Ngày hôm nay thì các cầu thủ chủ nhà Hoàng Gia Lai ra sân với bộ trang phục màu xanh, còn đội khách Khánh Hòa ra sân với bộ trang phục áo đỏ, quần vàng, tất đỏ. Chủ nhà Hoàng Gia Lai đang bảo vệ khung thành ở bên phía tay phải màn hình của quý vị trong hiệp thi đấu thứ nhất. Chúng tôi xin thông báo tiếp đội hình ra sân của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai với dòng cốt là những cầu thủ thuộc Học viện Hoàng Gia Lai Arsenal JMG, những cầu thủ đã rất quen mặt ở đội tuyển U19 Việt Nam trong suốt một năm vừa qua. Hàng tiền vệ gồm có số 6 Lương Xuân Trường, đội trưởng; số 8 là Nguyễn Tuấn Anh; số 10 Lê Hoàng Thiên; và số 18 Hoàng Thanh Tùng. Hai cầu thủ tiền đạo là Công Phượng mang áo số 44 và Tân Bình tiền đạo người Thụy Điển Darko Lukanovic chơi bên cạnh. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là ông Guillaume Grassen, cũng là người đã dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam tham dự các giải đấu trong suốt một năm vừa qua. Một trong sự vắng mặt đáng tiếc nhất của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ở trận đấu ngày hôm nay là vị trí trung vệ, khi Đông Triều vẫn chưa kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong đội xuất phát. Mặc dù vậy thì cầu thủ này vẫn có mặt trong danh sách dự bị của Hoàng Gia Lai. Công Phượng, những tình huống phối hợp và chạm bóng quen thuộc của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như những gì chúng ta đã chứng kiến trong suốt một năm vừa qua. Dứt điểm, cú dứt điểm đầu tiên bên phía đội chủ nhà đã được tung ra, đó là cú sút không thành công của Công Phượng. Bóng đã đập chân một hậu vệ của Khánh Hòa, Lương Xuân Trường. Xuân Trường đã tìm cách vượt qua hậu vệ của Sana Khánh Hòa nhưng không thành công. Các cầu thủ Hoàng Gia Lai ngay lập tức áp sát. Đã có lỗi của cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Đức Lương, Hồng Duy, Tuấn Anh. Xuân Trường cùng chơi bóng rất khéo. Bóng lại đến chân của Lương Xuân Trường. Phía trong là Hoàng Thiên và Lukanovic. Công Phượng! Vẫn là Công Phượng! Không thể dứt điểm. Tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Hai trợ lý là các ông Nguyễn Anh Toàn và Trần Duy Khánh. Như vậy là một quả đá phạt lên dành cho Sana Khánh Hòa. Pha bóng mà Công Phượng đã rất nỗ lực. Anh ham bóng nên đã có một tình huống pha bóng hơi nguy hiểm với hậu vệ của Sana Khánh Hòa. Đây là hai câu lạc bộ có độ tuổi trung bình trẻ nhất ở V-League 2015. Không vào! Đó là pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu. Tuấn Anh, khoảng trống dứt điểm. 1-0 cho Hoàng Gia Lai! Đó thực sự là một tuyệt phẩm của Tuấn Anh. Tuyệt vời! Một cú sút rất kỹ thuật từ xa của Tuấn Anh đã hạ gục thủ thành Võ Ngọc Cường, Trần Thế Kiệt của câu lạc bộ Sana Khánh Hòa. Cuối cùng thì điều mà hàng vạn cổ động viên Hoàng Gia Lai chờ đợi cũng đã đến. Tuấn Anh, một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất của Hoàng Gia Lai, một trong những ngòi nổ nguy hiểm nhất của đội bóng này, đã lên tiếng để có bàn thắng khai thông bế tắc cho Hoàng Anh Gia Lai. Đây chắc chắn là một bàn thắng rất quan trọng với Hoàng Anh Gia Lai. Nó sẽ giúp đội bóng này phần nào giải tỏa sức ép và sẽ thi đấu tốt hơn trong phần thời gian còn lại của trận đấu này. Trước khi Tuấn Anh lập công với một cú sút xa rất kỹ thuật thì các thủ Sana Khánh Hòa đã gặp may không phải chịu bàn thua ở tình huống diễn ra ngay trước đó.
Chúng ta một lần nữa xem lại cú đá từ xa rất đẹp mắt của Tuấn Anh để mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở Toyota V-League 2015 và cũng là bàn thắng đầu tiên của Tuấn Anh ở giải đấu số 1 Việt Nam và cả của các cầu thủ thuộc khóa đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam. Cục loạn xuất xa. Sau này Khánh Hòa đang thi đấu tự tin trở lại. Tuy nhiên những pha phối hợp của họ vẫn rất đơn giản và không quá khó khăn để cho các cầu thủ phòng ngự của Anh Gia Lai có thể ngăn chặn được. Nỗ lực của Công Vương Hoàng Thiên đường truyền sang cho Luka Đức. Công Vương đã có bàn thắng thứ hai cho Hoàng Anh Gia Lai. 2-0 cho đội chủ sân Pleiku. Đó là một pha bằng vào xoạc bóng cận thành sau đường truyền của Hoàng Thiên. Trước đó chính Công Vương là người đã khơi mào cho pha bóng vừa rồi. 2-0 cho Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Gia Lai vừa có được bàn thắng nhân đôi cách biệt sau một tình huống phản công chớp nhoáng. Hai trong số những cầu thủ được kỳ vọng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đều đã lập công ngay trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp dẫn tới bàn thắng thứ hai của Hoàng Anh Gia Lai. Đường truyền giòn cỗ của Hoàng Thiên, nhưng công đầu tiên và công lớn nhất trong bàn thắng này vẫn là của số 44 Công Phượng. Thời gian bù giờ hiệp đấu đầu tiên là 1 phút. Nhiều khả năng hiệp 1 trận đấu này sẽ khép lại với lợi thế dẫn 2 bàn cho đội chủ sân Pleiku. Các cầu thủ đang thi đấu trong đội hình của Hoàng Anh Gia Lai thuộc khóa đầu tiên Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG không chỉ có các cổ động viên của Pleiku của Gia Lai mà còn có rất nhiều các cổ động viên trên khắp đất nước. Như vậy là hiệp 1 trận đấu ở vòng khai mạc mùa giải Toyota V-League 2015 giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sana Khánh Hòa đã khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Hai pha lập công được ghi với cú sút xa rất đẹp mắt của Tuấn Anh và pha băng vào đá nối chính xác của Công Phượng. Đây là một tỷ số phản ánh đúng cục diện trên sân sau 45 phút đầu tiên của Anh Gia Lai thi đấu áp đảo và kiểm soát thế trận, tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Xin mời quý vị cùng nghỉ phút trước khi trở lại với những diễn biến trong hiệp 2 của trận đấu này. Rất nguy hiểm. Như vậy là đã có bàn gỡ dành cho các cầu thủ Sana Khánh Hòa. Tỷ số đã được rút ngắn xuống 1-2 cho đội bóng phố biển. Pha lập công của Nguyễn Hoàng Quốc Chí mang áo số 13. Bàn thắng đến ngay ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Và chắc chắn là bàn thắng này cũng sẽ tạo thêm động lực cho các cầu thủ khách thi đấu quyết tâm hơn trong phần thời gian còn lại của hiệp 2 trận đấu này. Cách biệt bây giờ chỉ còn 1 bàn. Một tình huống bật cao làm thường đánh đầu chuyền bóng của Uche. Đánh đầu vẫn là Uche, rất nguy hiểm. Rất may là Lê Văn Sơn đã đứng lót trong khung thành và phá bóng giải nguy, cứu thua cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cầu thủ đang làm sân nhưng cầu thủ bên phía Sana Khánh Hòa không dừng bóng mà vẫn quyết định đi bóng và tung ra cú sút từ xa. Công Phượng và xử lý quen thuộc. Vẫn là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Nhưng đường truyền sang cánh phải cho Thanh Tùng lại không tốt. Pha đoạt lại bóng là của Lương Xuân Trường. Xuân Trường đã rất nỗ lực. Xuân Trường khoảng trống. Rất đẹp mắt. Tỷ số là 3-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Có một cú sút xa cực đẹp nữa của Lương Xuân Trường, đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng cũng không khác gì pha lập công mở tỷ số của Tuấn Anh trong hiệp 1. Cũng lại là một bàn thắng hết sức quan trọng trong bối cảnh Hoàng Anh Gia Lai đang gặp khó khăn về thế trận khi bị Khánh Hòa rút ngắn tỷ số.
Và bây giờ Xuân Trường là người đã giúp Hoàng Anh Gia Lai tái lập lại cách biệt hai bàn. Sau khi đoạt lại bóng từ chân cầu thủ đối phương và có khoảng trống mênh mông ở phía trước, Xuân Trường đã quyết định tung ra cú sút xa, và đó là một quyết định chính xác, cũng giống với tình huống trước đó trong hiệp 1 với pha ghi bàn của Tuấn Anh. Cùng với việc theo dõi trận đấu này qua màn hình, quý vị cũng có thể theo dõi những diễn biến trực tiếp được chúng tôi cập nhật trên website thể thao sportv.vn. Phát qua người rất hay, Công Phượng sẽ đẹp! Một tuyệt phẩm của cầu thủ mang áo số 44 bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Đó là điều mà rất nhiều người hâm mộ không chỉ của Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi, mà của cả rất nhiều cổ động viên trên đất nước Việt Nam. Một pha solo của Công Phượng như những gì mà chúng ta cũng đã được chứng kiến cầu thủ này làm được ở đội tuyển U19 Việt Nam. 4-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Màn trình diễn của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, đặc biệt là trong hiệp 2 cho tướng này, thực sự đã làm mãn nhãn người hâm mộ. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Công Phượng đã cướp được bóng trong chân cầu thủ đối phương và đi bóng từ giữa sân. Như vậy Công Phượng đã vượt qua tới 4-5 cầu thủ của Sana Khánh Hòa trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, hạ gục thủ thành Trần Thế Kiệt của Sana Khánh Hòa. Uche cơ hội. Đó chính là sự nguy hiểm mà cao thủ Sana Khánh Hòa đang sở hữu, và cao thủ Hoàng Gia Lai không được phép chủ quan. Một quả phạt cho Hoàng Anh Gia Lai. Ở khoảng cách này, Lương Xuân Trường hoàn toàn có thể làm nên chuyện. Xuân Trường là cầu thủ đá phạt tốt nhất của Hoàng Anh Gia Lai hiện nay. Lương Xuân Trường, đó là một đường chuyền đánh đầu không vào. Hoàng Thiên vừa bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 5 cho Hoàng Anh Gia Lai. Một đường chuyền rất chính xác của Lương Xuân Trường. Uche và Đức Lượng. Đức Lượng thể hình nhỏ hơn Uche rất nhiều nhưng đã tỏ ra rất quyết tâm bằng việc chơi áp sát và gây khó khăn cho cầu thủ người Nigeria. Phạt góc cho Sana Khánh Hòa. Ở tình huống như thế này thì Darko Lukanovic cần phải lùi về để hỗ trợ các đồng đội của mình. Thì Sana Khánh Hòa sở hữu hai cầu thủ có khả năng không chiến rất tốt. Dứt điểm. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 2 dành cho Sana Khánh Hòa. Tỷ số đã được rút ngắn xuống 2-4. Sana Khánh Hòa luôn tỏ ra rất nguy hiểm ở những tình huống cố định. Vừa vào sân, Đình Kha đã ghi bàn thắng để thắp sáng lại hy vọng cho câu lạc bộ Sana Khánh Hòa. Sana Khánh Hòa vẫn còn hy vọng có thể kiếm được điểm trên sân Pleiku. Ngoài khoản tiền tài trợ 15 tỷ đồng từ nhà tài trợ chính Nutifood, thì Hoàng Anh Gia Lai còn có một nguồn thu không nhỏ từ bán vé ở mùa giải năm nay.
Theo giám đốc điều hành Huỳnh Mau của câu lạc bộ này dự đoán, nếu như mọi chuyện tốt đẹp thì Hoàng Gia Lai có thể thu về từ 4 đến 5 tỷ đồng từ công tác bán vé trong mùa bóng 2015. Và pha bóng lên của Darko Lukanovic. Phía trên chỉ còn một mình Công Phượng. Đường chuyền ngang cho Thanh Tùng. Darko Lukanovic đẩy bóng xuống cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên dứt điểm. Cú sút hơi vội vàng của Hoàng Thiên, phát hiện thấy góc bên phía phải khung thành của Sana Khánh Hòa rất trống. Hoàng Thiên đã quyết định tung ra cú dứt điểm nhưng không chính xác. Như vậy Út Cường vào sân thay Công Phượng, tác giả của cú đúp cho Hoàng Gia Lai trong trận đấu đầu tiên tại V-League 2015. Dos Santos. Dos Santos và Uche cao hơn các cầu thủ khác của Hoàng Gia Lai hẳn một cái đầu. Sai lầm của thủ môn Phạm Văn Tiến, nhưng ngay sau đó anh đã rất dũng cảm thực hiện tiếp động tác lao người ôm bóng và bị một cầu thủ của Sana Khánh Hòa đá vào đầu. Văn Tiến đang nằm trên sân và tỏ ra rất đau đớn sau pha bóng vừa rồi. Trước khi bước vào mùa giải mới, chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Gia Lai ông Đoàn Nguyên Đức đã khẳng định ở mùa giải năm nay Hoàng Gia Lai sẽ không chạy theo thành tích sân cỏ và không coi kết quả chung cuộc tại V-League 2015 là tiêu chí quan trọng nhất. Các cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai đã có một màn ra mắt thành công. Với các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai và cả những cổ động viên của đội tuyển U19 Việt Nam, những người yêu mến lứa cầu thủ đã khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam, không còn gì tuyệt vời hơn vì những cầu thủ được kỳ vọng nhất như Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh đều đã lập công trong trận đấu đầu tiên của họ trong sự nghiệp ở V-League. Tuấn Anh. Hầu hết những cầu thủ trong thành phần của Hoàng Anh Gia Lai vào lúc này là những cầu thủ đến từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam, chứ không chỉ là những cầu thủ của Gia Lai. Điều đó cũng sẽ giúp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai có thêm rất nhiều cổ động viên khi đội bóng này thi đấu xa nhà ở V-League 2015. Bình Dương đã nâng tỷ số lên 6-0 trước Đồng Tháp. Đây sẽ là chiến thắng đậm nhất ở vòng khai mạc mùa giải. Trung Hiếu rất lăn léo, đã có lỗi nhưng lợi thế cho Hoàng Anh Gia Lai. Điều chuyển không tốt của Út Cường. Út Cường không có được sự bình tĩnh cần thiết trong những pha xử lý cuối cùng. Lỗi của Văn Toàn. Rất khẩn trương. Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Darko Lukanovic. Xuân Trường cơ hội phản công cho Hoàng Anh Gia Lai.
Chuyền cho Văn Toàn. Không được rồi. Thủ môn Trần Thế Kiệt đã băng ra khỏi khung thành. Lê Văn Sơn, Lương Xuân Trường, ở vòng đấu thứ hai Hoàng Anh Gia Lai sẽ có chuyến làm khách đến sân của Đồng Tâm Long An, một đối thủ mà Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể giành thêm một chiến thắng nữa. Khoảng trống rất nhiều. Đắc Lukanovic, Trung Hiếu làm gì? Vẫn là Lê Trung Hiếu, anh đã quyết định chuyền bóng về. Lương Xuân Trường, Tuấn Anh, Út Cường. Út Cường chuyền bóng hơi tối và một đường chuyền quá lộ đã bị đối phương bắt bài. Tuấn Anh hết giờ. Hết giờ rồi. Trận đấu ở vòng khai mạc mùa giải giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sana Khánh Hòa trên sân Pleiku, một trận đấu điểm nóng của vòng khai mạc mùa giải đã khép lại với tỷ số 4-2. Hoàng Anh Gia Lai với đứa cầu thủ của U19 Việt Nam đã giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2015. Xin được chúc mừng cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Cả ba cầu thủ được kỳ vọng nhất là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường đều đã tỏa sáng và góp công vào chiến thắng của đội bóng phố núi. Quý vị và các bạn thân mến, buổi thực tập trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Sana Khánh Hòa chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại ở những vòng đấu tiếp theo ở V-League.